trình đã dừng lại chụp chút xíu rồi tiếp tục cuộc hành trình đẹp không thể tưởng tượng nổi. Wow, đẹp quá. À, những cái con đường đi xuống này là đẹp. Cái này mình đi xuống đi bộ xuống được luôn á. Là cái trail chắc để cho mình đi bộ xuống á. Đó. Đó, nó như là cái bánh da lợn vậy đó. Giống cái bánh da lợn nghe không? Mỗi cái vị trí đá nó khác nhau vậy. Cô thấy rồi kìa, chắc nó cho mình lái vậy thôi. Mình muốn vô cũng được, mình muốn đi mình tự đi. Lái cho mình đứng ở ngoài mình chụp vậy thôi chứ không có gì. Vô đó nó xa lắm à. Là lái xe hả? Đi bộ. Không thì 22 mai mình lái xe mình đi bộ thì mình wow, đi bộ. Thấy con đường nhũn xuống trái xuống nè, thấy chưa? Lái là lượn lên lấy. Đó. Nó làm thành cái lòng nghe lòng để mình đi vô được để vô như thẳng này luôn ghê thiệt ha. Trời ơi đây đẹp như là mấy cái chân con khủng long vậy má ơi. Khủng long hồi xưa nó bự vậy quá. Ai chịu nổi ta? Có những cái chân giống như chân khủng long năm móng vậy đó. Nó như là những cái chân con khủng long vậy đó. Trời ơi dằn quá. Dằn quá. Đó, đó như cái chân con khủng long rồi thấy không? Đi ngã nào đây? Phật ở trong này. Phật kinh đậu hả? Thi nè. 585 nè. Coi coi. Còn chút xíu nữa là tới. Parking là ấy hả? Chắc vô đó đậu để ấy cho đó. Chờ, cái này có xe lên sao đi ta. Bước phải như kia lại. Chỗ nãy còn né được cái chỗ này sao né. Wow, con đường thiệt là gian chân ha. Mấy bạn nên đi thử một chuyến ra đây ha. Đường kỳ cục quá. Nó tẻ để cho mình đi mấy cái trail hả? Chắc chắc là mình đi. Kìa, có mấy cái đá ngộ không kìa. Ngộ quá. Hết rồi. Hết rồi hả? 584. Ý có đường đi nữa kìa. Ôi trời. 585 và 584. Chắc để quẹo ra. Có cái bản đồ không? Nó đâu có bản đồ đâu. Nó có bản đồ nó cái đường đi từ đâu tới đâu á. Năm mai à. Chạy tới rồi đó, năm mai đẹp hết rồi. Vậy là nghỉ như vậy thôi chứ đâu có đi treo gì đâu. Nó đi vô đi nữa hả? Đi vô đi là không có đường vào ra sao? Ba mai tới đây là đúng năm mai nè. Ờ, vậy là ở đây á. Vậy là đậu xe, vậy là park chỗ kia đi rồi mới đi. Ra ngoài kia park thôi. Đi vòng lại ra ngoài đi. Park, nó phải có cái đường mình quẹo ra. Chắc không dám đi nữa, sợ không biết đường không có đường ra, không có chỗ quẹo. Hết sẵn. Thôi đứng chơi vậy được rồi. Đứng ở đây chụp nè. Đứng ra ngoài đi Ngọc chụp cho anh Thắm. Từ từ. Ra ngoài chỗ park kia đi. Tại vì ở đây mới có mấy cái đá này. Ở ngoài kia là trông thấy nó khác. Mỗi cái cảnh nó khác chứ không phải gì hết đó. Thôi vậy đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Quang để cho về. Mỗi cái đá nó khác nhau. Mỗi cái đá chỗ này nó đẹp. Bản đồ là nó tới cái chỗ này ra. Chứ mình đi nữa như là vô trận địa vậy đó. 585 nè. 584 là bên này. 585 là cái đường này nè. Bây giờ mình 584 là đó. Mỗi lần mình đi hai kinh vô. Mà phải đậu xe. Thì mình đậu đây đi. Đậu đây hồi có ai đi ra không? Ta ra thì ta back up ta né được mà. Ngã này nè, từ đây sau lưng cho có một con đường nữa nè. Rồi á. Ừ. Để thì đi ra khác coi ngó coi. Ủa, hai cái ring đâu rớt hết rồi? Không, châu giật ra rớt nên học đổi rồi đây nó gắn không được bên này. Đã bên này nó chỗ đó cho mở cửa ra bên này. Ngọc nó gắn ra bên này. Giờ đi ra nữa không? Bắt ra. Bắt cái này đi. Giờ mình đi ra.
Đó. Như một cái chân của con cá, con khủng long vậy đó, coi nè, nó có sớ sến như chân khủng long vậy đó. Như chân khủng long vậy đó. Đi tới gần luôn nè. Trời ơi, coi xem. Chắc lái là vô tới đây rồi. Đó, như là cái khủng long nè, nghĩ là này lái xe chứ phải đi đâu hả? Đi nó có chỗ đậu xe kia, có nhà kìa. Đi vô chậm đi. Có cái nhà gì không biết nữa. Mà cửa đập tới đập lui vậy. Phải không? Chụp đây hả? 585 nè. Năm 85 phải không? Thấy cháu có chút xíu à? Xích lên em. Một cái là bên, một bên là 585, một bên là 584. Mình hồi chút nữa là mình sẽ đi cái hướng này ra lại 585 ngược lại. Đó. Rồi nhảy quẹo vô đây. Giờ gặp đi bộ chậm hay đi lên xe chứ? Đi đi bộ vô, trong lái xe cho lái đi. Lái xe lái đi. Lái xe đi đi. Mang giày đi. Cố qua thôi, chút vô chậm mang. Ừ, vô chậm mang. Ở đây cũng đó, giờ mình đi vô ngõ này. Chắc là con đường này là con đường 584 đó, hồi nãy mình ở ngoài đường, trời ơi, đi vòng vòng những con đường núi đi vô đây. Hôm qua là đi cái trail đi bộ, còn bây giờ là lái xe, có những cái nó đẹp ghê không, đẹp cực kỳ luôn, bao la hùng vĩ. Đây mình, đây mình tự selfie cho mình một tấm đi. Rồi, chị này đi đáng đồng tiền. Tự đi, mình thích đi tự túc vậy đó. Tại sao có người bấm càng mình. Đây, có những phiến đá. Phiến đá nó mọc ra ngầu không. Quá đẹp luôn. Trời ơi, giống như những cái chân con khủng long. Đây, để mình ra đây mình quay những cái chân con khủng long nè đó. Những cái chân con khủng long. Giống như những cái chân con khủng long vậy đó. Cái này lái tới 20 mấy mai lận, rất là lâu. Mình sợ mình càng đi mình càng bị lạc đường. Cái này mình phải mình tự túc, mình coi mình đi nên mình không có dám đi. Thấy không, những cái sớ chân như là những cái chân con khủng long vậy đó. Đó, mình sẽ leo lên đây. Lái xe leo lên, dọc đi bộ lên. Có ai đó đụm lụm như cục đá để lên đây. Đá để lên đây vậy. Cái này có lối đi riêng nữa. Wow, dành cho những người đi trail. Ôi đẹp quá. Đó. Đẹp. Quá là đẹp luôn. Bữa nay không có ai hết. Bên kia giống như một cái tòa lâu đài, hay là một cái trường thành vậy đó. Đó, những cái gì. Đây có restroom. Mình vô đây.
Đó đây nè. Đẹp ghê chưa? Quá đẹp luôn. Đẹp quá. Vậy mà không ai đi vô đây hả? Mình sẽ chuẩn bị mang về. Phải không? Phải nó chỉ chạy vô đây không? Phải. Ừ. Đi lại gần mấy cái núi đó. Thank you.
mày đi. Lên đường. Đó, bây giờ là mình trực chỉ vô cái con xe đổ đó. Ok. Restroom, không có ai ở đây á. Tại bữa nay ngày thường không ai làm nha. Ngày lễ chắc mới có nhiều người. Đó, xe mình đậu trước kìa. Đó, làm sao mà lại cái khu đó được, phải chạy vô trong đó mới được phải không? Ồ, thôi đi, đi tới đây được. Đi tới rờ cái chân này được. Ý, có cái hang kìa. Lại này như một cái chân con à. Một cái chân con voi, con ma mút hay con khủng long vậy đó. Khiếp chưa? Con dãy núi nó có màu như là bánh da lợn đó. Nó như bánh da lợn kìa. Thấy không? Tiếng gió mà làm như là tiếng xe chạy vậy. Nào lỡ rồi cái chân voi ma mút đi. Đứng nó ngọc chụp cho anh đánh nha. Quay lại. Xích lên đây. Bánh da lợn, bánh da lợn đây. Ai mua không? Wow, nè như là cái ở trên đó, như là một cái thành của vua ở trên đó vậy đó. Giống như cái bánh núi Phú Sĩ vậy. Đó, xung quanh mình là không có một bóng người. Chỉ có hai đứa mình trong đây thôi. Không một bóng người. Không có một bóng người luôn. Ở xa xa kia là bánh da lợn. Ở đây cũng bánh da lợn. Rồi đi lên ngõ đó thử coi. Đâu? Nè. Đây mình xin lỗi rờ. Hả? Đá tổ ong hả? À. À, nước sới ngon đó hả? Nó có những cái kẻ nè. Cái này như là đất bùn vậy đó. Ờ, như là đất bùn vậy đó. Như đất bùn vậy đó, thấy không? Rồi à, à, nó cứng, lâu năm nó cứng nè. Cứng. Như đất bùn vậy đó. Chưa? Đó, đi lên đây nè. Mình chuẩn bị mình đi tới cái bánh phú núi Phú Sĩ và bánh da lợn là bánh nước. Nè. Nè nó có từ cục bùn đứa nào quất cục màu màu khác ở đây nè. Ừ. Phá gì nó đây nó cho khách đi vô lại. Đi lên đây thử coi đó. Đi lên này nè, đi lên thử coi. Ừ. Thử rồi đi cái đường cát rồi lên đi lên đi lên đi lên luôn cái bánh da lợn nè. À, chụp ngay cái bánh da lợn luôn nè.
Đó, có cái đường đi lên nè, đi lên thử coi. Ây da. Mình đây. Mình đang đi lên cái núi Gia Lợn đây. Chỉ có hai đứa đi lên thôi. Bữa nay hai đứa gan cùng mình, bên kia đẹp quá. Đó. Chắc là mình không dám đi xa lắm đâu. Chỉ tại vì chỉ có hai đứa ở đây thôi. Đây. Châu, đứng ở đây Ngọc chụp cho cái bánh Gia Lợn. Ờ, ngay đó, ngay đó hả? Đây, ngay đó phải không? Ngồi chụp cái bánh Gia Lợn ngay đó đi. Ok, mình cứ tiến lên, đi lên. Đây, mình đi lên núi đó nha. Nên mình tiếp cận với cái núi đây. Nắng quá, mình không thấy rõ. Ôi dạ, thấy rồi. Dạ. Chung chung đẹp đẹp. Rất là đẹp. Trời ơi. Bây giờ mình nghĩ mình được vô tới đây đâu ta. Wow. Đẹp quá. My God. Tôi đây các bạn ơi. Tôi chuẩn bị đi lên nè. Đó, tôi chuẩn bị đi lên đây nè. À. Đã quá nè. Để chụp lên thử nha. Đứng đây nha. Mình sẽ chụp lên một tấm. Đây. Mình sẽ đi thử lên đó coi nha. Nó có con đường cát mình đi lên nè. Không biết có tuột không, mình đi thử lên coi. Được tới đâu thì ngưng. Lên cái bánh Gia Lợn. Sau mình đây. Wow, phía sau mình rất là đẹp. Xung quanh ha, đẹp quá đi. Bánh Gia Lợn đẹp quá. Đó, đây là cảnh đẹp. Muốn đứng đó Ngọc chụp cho cái cảnh đẹp. Là chụp xuống là hết thế rồi. À. Nó nhưng mà cái này nó đẹp lắm, nhưng mà có một cái thành ở trên vậy đó. Mắt của mình nhìn rất là đẹp. À, ok. Bây giờ mình sẽ đi lên. Đi lên. Đi lên thử. Nhờ có những cái đá cứng này mình sẽ đi lên thử. Nè Ngọc được cái cục này nè. Cháu cầm cái cục này đẹp lắm. Nè. Ngộ không? Cục đá ngộ lắm. Ok. Mình sẽ đi lên. Đi theo con đường này lên. Lên 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 lên. Nó mà không biết được không không. Được tới đâu hai đứa. Sử dụng nha. Ok, let's go. Từ từ. Đi dặm cái chân chắc rồi hãy bước đi, bước. Chứ đừng có. Ở đây nè, đá khô vậy mà cũng có những cái cây nó mọc nữa nè. Toàn là đá thôi. Mình sẽ đi cẩn thận để mình tuột xuống là mệt lắm. Hả? Đi nữa không? Nữa. Ờ, đi thử lên trên đi. Nhưng mà cho nó bỏ ba lô mình dưới đây. Hả? Bỏ ba lô mình đây. À. Bỏ ba lô phải không? Để ra đây đi. Rồi. Cứ đi leo lên đi. Mình sẽ quay cận cảnh mình leo lên. Ok, let's go. Let's go.
Vui thiệt, vui thiệt. Ui ơi, đi xuống, gai đâm rồi, đau quá. Hàng kia người ta nói mùa mưa đừng có đi đây, nó sẽ xói mòn. Đi đây nên nên mặc quần dài. Đó, mình tụt xuống từ từ rồi đó. Đi nhục nhã kìa. Ở dưới chụp hình lên đi. Đi lên thì dễ nhưng mà đi xuống hơi bị phê, tại đi xuống nó nhũn, rất là cái đường nó rất là thẳng như vậy. Ok, tới đây thì mình lên đây. Tại đá nó trơn quá, nó không có giữ lại. Rồi leo xuống đây. Vui quá. Cái này phải mang dài ấy mới chịu nổi. Đây cũng bự như làm gì, ngọc bò bò đấy ghê. Ngọc muốn cho vui mà. Đi cho vui chứ đi ngang đó đó, thấy không? Ở đó mà đi được. Trượt một cái là mất thăng bằng đi luôn, từ trên đó mà trượt cái đó là đi xuống luôn á. Cái này đi được đó nhưng mà cái dài của mình nó không có bám. Wow, đẹp quá. Đó, đẹp chưa? Đẹp không? Đẹp cực kỳ. Quá đẹp luôn. Đẹp quá mấy bạn ơi. À, một bên mình chụp xéo xéo, bên này một bên tranh sáng, bên tranh tối. Mới thấy được nguyên cái, nãy lên trên kia mới thấy được nguyên cái dãy ngân hà nè. Đó, đứng ở đó, đứng ở đó ngọc chụp rồi, ngồi xuống á. Yeah, cởi nón ra, thấy cái mặt cho nó đẹp. Yeah, đẹp cực kỳ. Ok, wow, đẹp quá. Mãn nhãn chưa? Chưa rờ được mấy cái tầng đó. Cái bộ đi ở trong này rờ được mấy cái tầng đó. Leo nó được. Nó quẹo quẹo quẹo. Vô ngẫm leo đi. Đi nó quẹo thử đó nha. Để dưới này quay lên ha. Đi trong địa đạo vậy mà. Mưa nó xói mòn chứ ai làm. Rồi. Chờ chút. Để cho zoom bự ra. Chưa. Rồi. Khoan. Rồi. Khoan, đứng đó đi. Đứng đó chụp, quay ngang qua, quay qua chụp hình cái. Đứng lên. Rồi. Xuống đi. Xuống đi.
xuống đi. Đụng được cái màu trắng đó chưa, màu đó chưa hả? Vậy hả? Nó xong nhiệm vụ. Đây, chuẩn bị gái này leo lên, cẩn thận nha, lấy cái nón xuống đi để lên nó chụp cái nón không kịp á, còn chiếc cái nón này ra sao đi. Đó, em này đang chuẩn bị leo lên chinh phục độ cao bằng cái con lương nhỏ. Em gái nó đã lên tuốt trên đó rồi. Wow, nhìn không thấy em ấy nữa. Wow, em ấy nó mất hút. Chụp cho em ấy nha, Ngọc xuống gần chụp nha. Ok, từ xa lấy cái nón vẫy vẫy đi. Ây da, ngã ngã. Ngang đứng ngang ngã mà tuốt trên cao luôn. Đấy. Ok, đi con đường này nữa nè. Con đường này đi được nè. Con đường này đi ngang ngang, không có cao nè. Xuống chưa?
xuống đi. Đeo tay lắm, phải đeo bao tay ha. Đó, em ấy đã đi xuống. Coi chứ mà cao lắm đó nha. Đó. Ta đi làm hết rồi, không ai đi chơi đó. Chắc cuối tuần nó đi nó leo dữ lắm á. Khó leo lên hả? Đạp nó tuột cát hết rồi. Tại vì đạp nó bể hết trơn. Ờ, khó leo lên lắm, đi xuống cái này leo đi. Mình thấy dễ lên lắm mà lên không được. Nãy dịnh bên kia đó định nhảy qua cũng được nữa. Tại hôm qua cái chân mình đi nó mỏi lắm rồi. Ừ. À, bên này nó có một cái lối đi ở đây nữa nè. Lối đi lên đây nữa nè. Được không? Không được đâu, đừng cố. Phải đi được mới được. Không có được đâu. Nó đạp là nó bể. Nó bể. Đó, tuột 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 thấy không? Dạ. Đó. Cảnh đẹp ghê chưa, trời ơi có nguyên cái trăng luôn nè, cái mây đẹp ghê vậy đó. Lộn nói lẹ quá, nó lại đây, nó có một cái trail ở đây nữa nè, đi lên đây nữa nè đó. Nhưng mà đi được không, đi nó lại lại nó dứt 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 không, muốn đi không, đeo ba lô đi hả, tuột xuống không. Đeo ba lô tuột thì nó có ba lô cũng đỡ. Mình dựa vô ba lô vậy rồi. Mày gặp dẹp cái đó. Đẹp ghê chưa. Đó, sau lưng của mình nè. Đi đi nha, mọi người đi trải nghiệm đi nha. Đẹp quá đi. Ok, tắt đi, nhiêu đó đủ rồi. Quay về là quá đẹp rồi. Để cho mọi người coi. Đó. Tạm biệt. Mình chuẩn bị mình đi mấy cái trail ở đây nè. Mình sẽ đi lên thử coi nha. Mình nói vậy thôi nhưng mà có thể bỏ cuộc nữa chừng, tại vì nó cao quá, mình mà cái đá này nó tụt mình đi cũng khó lắm, mình cũng mang giày bình thường thôi. Nên mình không có mang giày đặc biệt như những người đi leo núi hiking. Mình cũng không có cây trống nữa.